Vì thói quen uống rượu và biểu diễn trong quán bar, nhiều người chơi sẽ nhầm tưởng Venti là tiểu thần hay thần nát rượu, nhưng anh bạn này đã làm phong thần được hơn 2600 năm và không phải tự nhiên anh ta ngồi ở vị trí đó. Theo cốt truyện Genshin, Venti hay Barbatos là một siêu cường. Anh ta cùng Zhongli là hai vị thần còn sót lại trong số 7 kẻ chiến thắng Atron War. Đỉnh Pylos từng là ngọn núi cao nhất tại Thevat và Venti đã dùng một ngọn gió để san phẳng nó. Phần bị cắt bay thẳng xuống biển và tạo thành dạng Murs. Nói theo cách khác, gã này đã tạo hình ra vùng đất Montrath. Venti trở thành một gã hát rong như hiện tại có vài lý do. Thứ nhất, Signora lấy đi Genosis từ anh ta, khiến sức mạnh Venti thấp đi so với một vị thần đúng nghĩa. Thứ hai, và cũng quan trọng nhất, Venti không phải kiểu người muốn thu thập và bành trướng sức mạnh. Thảo thần Nahita từng nói rằng các Atron càng hùng mạnh khi niềm tin của cư dân vùng đất vào Atron đó càng lớn. Venti thì muốn cư dân Montrath có sự tự do của chính họ và từ chối cai trị vương quốc này. Liệu Venti có nói thật và đang giấu một điều gì đó? Chúng ta cần một story quest mới của nhân vật này.